các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: tại sao ngày vía thần tài lại phải đi mua vàng mà không phải mua một thứ gì khác? Ngày vía thần tài cúng một ly trà sữa cũng được, không nhất thiết phải là vàng. Cúng vía thần tài có thể bằng dĩa trái cây hay một ly trà sữa để lên bàn thờ cũng được. Vía bằng một cái gì đó cũng được, không nhất thiết phải là vàng. Việc vía làm sao hạn chế tối đa vấn đề mê tín, không hùa theo sự xíu thi nghĩ. Tiến sĩ Bùi Quang Tính nói. Trước ngày vía thần tài, tức ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm, thị trường vàng đang sốt sình sịch. Nhiều ý kiến cho rằng đây là dịp làm giàu cho các tiệm vàng. Và cũng như theo phóng viên đã đưa tin với tiến sĩ Bùi Quang Tính, chuyên gia kinh tế, nhà sáng lập thị trường, danh nhân V-Live xoay quanh vấn đề này. Không nhất thiết phải cúng vàng, thưa tiến sĩ. Cứ năm nào cũng vậy, trước và trong ngày vía thần tài, các tiệm vàng đông nghịch, tình trạng ship hàng chờ mua vàng cũng như vàng tăng giá, khiến người tiêu dùng khá mệt mỏi, làm sao để giảm bớt vấn đề này? Tiến sĩ Bùi Văn Tính trả lời, theo tôi, thay vì mua vàng trong ngày vía thần tài thì nên mua trước đó vài ngày cũng được. Người dân mình giờ cũng không còn cứ chờ đến ngày vía thần tài mới mua, tôi thấy cách đây 2-3 ngày họ đã mua sẵn rồi. Sau những ngày nghỉ Tết, hôm thứ hai vừa rồi, đúng ngày đi làm đầu năm, tức ngày bùng bãi Tết, người dân đã mua vàng và kéo dài mãi đến hôm nay, mua vàng sớm, tránh được tình trạng ship hàng tăng giá, dịch vụ không tốt khi mua quá đông. Hôm nay và ngày mai, nhu cầu mua vàng tăng đột biến. Thật sự mà nói, vấn đề tin tưởng vía thần tài, ai nói sai thì không biết, nhưng quan điểm của tôi là không sai. Đặc biệt, văn hóa của người Việt Nam mình là có lòng tin và sự thờ cúng rất kỹ càng. Tuy nhiên, không phải nhất thiết cúng thần tài phải cúng bằng vàng mà có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như vía thần tài có thể bằng một dĩa trái cây, một cái gì đó cũng được, bất kỳ hình thức nào. Thậm chí, bạn có thể mua một ri trà sữa để lên bàn thờ cúng thần tài. Lúc đó sẽ thay vì tiệm vàng đông thì tiệm trà sữa sẽ hốt bạc, còn lại giảm áp lực cho tiệm vàng nữa. Việc vía làm sao để hạn chế tối đa vấn đề mê tín, không hùa theo, vấn đề là lòng tin, niềm tin của con người mình như thế nào, đừng để niềm tin đâm ra lệch lạc. Vậy, có ý kiến cho rằng, ngày vía thần tài là cơ hội để làm giàu cho các tiệm vàng, công ty kinh doanh vàng, theo ông nghĩ sao? Không chỉ tiệm vàng mà kinh doanh vàng cái gì, cứ đông khách thì thấy ở đó có sự phát triển, trên thế giới cũng như thế chứ không hẳn ở Việt Nam, bất kỳ một ngành nghề nào. Kinh doanh nào mà đông khách thì có lợi thôi. Nếu người dân cho rằng điều đó đem lại may mắn thì họ mua vàng thôi. Mua vàng ngày vía thần tài không chỉ về vấn đề tín ngưỡng. Vàng đó chính là tài sản, dự báo cho năm nay giá vàng tiếp tục tăng mạnh. Nên tôi nghĩ không chỉ làm giàu cho tiệm vàng mà đó có thể là tài sản có thể để cắt, tích trữ được có lợi cho người dân mình. Điều quan trọng là tánh tình trạng đầu cơ vàng, mua vàng vào để dành thì được. Mua ngày hôm nay bán ngày mai, hẳn nhiên giá vàng xuống thì lỗ thôi. Nhưng mua để tích trữ khi được giá và bán thì tài sản đó là kênh đầu tư tốt. Vậy theo ông, vía thần tài không nhất thiết là vàng, vậy tại sao người dân vẫn thích đi mua vàng? Vì nhiều lý do. Thứ nhất, người dân mình trước giờ vẫn coi vàng là kênh đầu tư, vàng như kênh bất động sản vậy đó. Thứ hai, thói quen của người Việt Nam khi dư tiền là cứ mua vàng. Thứ ba, người ta vẫn nghĩ là vàng có lúc lên lúc xuống, đặc biệt trong năm nay. Tôi nghĩ xu hướng tốt nên người ta có lòng tin là vừa mua vàng để vía thể hiện lòng tin của mình để vừa thực hiện đầu tư. Đó cũng là việc tốt. Nhận định của ông thì thị trường vàng năm nay sẽ như thế nào? Năm nay, thị trường vàng tốt. Có 3 lý do để tôi khẳng định điều đó. Thứ nhất, việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang chậm lại. Không chỉ Mỹ mà nền kinh tế của nhiều nước khác cũng đang có dấu hiệu chậm lại. Dự báo kinh tế thế giới chậm đi và cụ thể là Ngân hàng Thế giới World Bank vừa rồi cũng đưa ra dự báo mới nhất là giảm xuống từ 0,1 đến 0,2% tăng trưởng kinh tế. Việc Fed tăng lãi suất không còn mạnh mẽ, tha thiết lắm. Như thế, chỉ số đồng đô la Mỹ sẽ thấp, từ đó tạo lợi nhuận cho vàng tăng cao. Lý do thứ hai là căng thẳng giữa nước và đặc biệt là giữa Trung Quốc và Mỹ, nói thì nói thế, bên gặp gỡ nhau, quan hệ thương mại giữa hai nước cũng như cách thức để tự giải quyết là bài toán lâu dài, thậm chí kéo dài và sớm nhất phải vài năm. Và nói tóm lại là chúng ta không nhất thiết phải mua vàng để vía thần tài, chúng ta có thể vía bằng một dĩa trái cây hay là một ly trà sữa cũng được. Chúng ta đừng nên làm cho mê tín dẫn đến các tiệm vàng đầu tư tích tử. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy đăng ký và đừng quên like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn.